Trong thời đại ngày nay, ngoại ngữ đã trở thành chiếc chìa khóa quan trọng cho các em học sinh tiếp cận với kho tàng kiến thức phong phú của cả thế giới. Chính vì vậy, việc tiếp cận với ngoại ngữ của các em học sinh ở lứa tuổi nhỏ đang rất được quan tâm, nhất là ở phương pháp giảng dạy cho các em sao cho phù hợp và phát huy được với khả năng tiếp thu của các em. Trong dịp hè năm 2006, các em thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đã có cơ hội tiếp cận với chương trình vui học hè Summer Camp lần đầu tiên được trường Đại học Công lập bang California Fullerton, Hoa Kỳ tổ chức tại Việt Nam. Chương trình liên kết này được thực hiện tại trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO. Gọi là học, nhưng chương trình này không gò bó các em trong một giáo trình cố định. Dựa trên nội dung khóa học, các giáo viên hướng dẫn có thể chuẩn bị tài liệu cho từng buổi học phù hợp với trình độ và sở thích chung của các em học sinh. Một buổi học 4 tiết, các em cũng được hướng dẫn bởi 4 giáo viên khác nhau, chứ không phải một như các chương trình giảng dạy khác. Đây là yếu tố đầu tiên chương trình thiết kế phù hợp với tính hiếu động của các em. Hơn nữa, với nhiều giáo viên bản ngữ cùng hướng dẫn, kỹ năng nghe và nói của các em cũng được trau dồi linh hoạt hơn. Hình thức học cũng được thay đổi liên tục để cho các em cảm thấy thật thoải mái như trò chơi, múa hát, diễn kịch. Trong từng tình huống giao tiếp cụ thể, các em sẽ được hướng dẫn phát âm chuẩn xác theo ngữ điệu do các giáo viên bản ngữ minh họa và hướng dẫn. Trong môi trường học thật thoải mái này, các em cũng được khuyến khích hợp tác làm việc theo nhóm và hỗ trợ lẫn nhau. Cùng với sự hỗ trợ của Internet và các phần mềm vi tính sử dụng trong giảng dạy khác, chương trình đã giúp cho các em tiếp cận với các phương pháp học tập hiện đại và sinh động. Trước đây thì con rất là sợ nói chuyện với người nước ngoài, nhưng mà sau khi mà tham gia cái khóa học hè này á, thì con thấy con cũng có dạng dĩ và tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Các thầy cô ở đây cũng rất là thân thiện với lại học sinh. Các thầy cô đã sửa chữa cho con mỗi khi con phát âm sai và luôn động viên con, nên giờ đây con cảm thấy rất tự tin khi học. Thường mà con nít á, nó nghỉ hè thì nó ngủ dưới rất là trễ. Nhưng mà trong thời gian học vừa rồi thì con nít á, nó mong muốn nó dậy lắm, tự động nó thức dậy à. Rồi nó kêu ba mẹ dậy chở đi học. Và trên đường nó hỏi đã tới 8 giờ chưa ba? Tức là như vậy thì trong trường đã tạo cho bé một cái hứng thú rồi. Tự động bé tự giác đi học. Qua cái hai cái tuần học ở cái khóa Summer Camp ở SEAMEO á, thì bé nó có một sự tiến bộ hẳn lên. Đó là về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, cũng như là về cái sự tự tin ở trong cái hoạt động hàng ngày của bé. Vui học hè Summer Camp là chương trình giảng dạy Anh văn dành cho thiếu nhi chính thức của trường Đại học Công lập bang California Fullerton. Ngoài việc thiết kế chương trình, các giáo viên hướng dẫn đều là những giáo viên bản ngữ có kinh nghiệm được chính Đại học Công lập bang California Fullerton tuyển chọn từ Hoa Kỳ. Trước khi đến với Việt Nam, chương trình này đã được áp dụng tại Trung Quốc và được đánh giá cao về hiệu quả tiếp thu. Với 40 giờ học trên lớp thì các em nó có thể xây dựng và nó phát triển cái kỹ năng giao tiếp, rồi cái khả năng phản xạ nè, cũng như là cách phát âm chuẩn theo giọng Mỹ. Và cái mục tiêu không kém phần quan trọng đó là các em nó có cơ hội nó học trong một cái môi trường mà nó có thể tự phát huy được cái tính sáng tạo, rồi cái cách làm việc độc lập, rồi những cái làm việc theo nhóm. Thì từ đó các em nó có thể hòa nhập được với cái môi trường học tập đa văn hóa, và nó là nền tảng để các em có thể hội nhập quốc tế sau này trong tương lai. Khi hợp tác triển khai chương trình Summer Camp tại Việt Nam, trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO đã đặt mục tiêu vui học lên hàng đầu. Trung tâm cũng dành những cơ sở vật chất tốt nhất để khuyến khích các em yêu thích hơn việc học tiếng Anh. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao sự hợp tác của trung tâm SEAMEO và hoàn toàn bất ngờ trước khả năng tiếp thu xuất sắc của các em học sinh Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi đã tạo được một môi trường vui nhộn và sinh động để khuyến khích các em học tập. Tôi hy vọng rằng sự thành công của chương trình này sẽ mở đường cho các khóa học tương tự trong các mùa hè sau. Đây chắc chắn sẽ là sự mở đầu tốt đẹp cho những chương trình hợp tác trong tương lai giữa Đại học Fullerton và trung tâm SEAMEO. Khóa vui học hè đầu tiên của Đại học Công lập bang California Fullerton và SEAMEO tổ chức đã thành công vượt mức. Từ thành công này, chương trình đã được lên kế hoạch để mở các khóa tiếp theo ngay trong mùa hè năm nay và dự kiến sẽ được duy trì tổ chức hàng năm.
Với những phương pháp giáo dục hết sức mới mẻ và hiệu quả, chắc chắn chương trình Vui học hè Summer Camp sẽ đem đến nhiều kinh nghiệm thực tiễn mới cho việc giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy ngoại ngữ dành cho các em thiếu nhi.